tượng cặp loa này là về cho bác khách ở trong thành phố Đà Lạt. Đấy. À, Huế, Huế, nhầm ạ. Vâng, Thừa Thiên Huế. Và bác khách này mua hàng thì đặt bên em, bác rất cẩn thận xem kênh của em, nhưng mà bác đắn đo, bác no hàng nó phải chuẩn. Đấy, em nói luôn với các bác, riêng Ngọc Quang chọn hàng thì các bác biết rồi, hàng loa này, loa bốt này. Đấy, cặp loa này về cho bác ở Huế nha. Đấy, bác chuyển tiền cho em, bác có chuyển cọc nhưng mà rất là hạn chế, nhưng thôi không vấn đề gì. Đấy, bác sợ là hàng nó không đúng. Đấy, em nói luôn các bác, riêng đối với Ngọc Quang Bắc Giang thì hầu như là các bác chuyển cọc, các bác chuyển rất là nhiều hoặc là các bác chuyển đủ cho em. Nhưng mà thôi, cái điều đó chuyển nhiều hay ít không quan trọng, nhưng mà em hơi buồn là bác cứ dặn là phải là hàng xịn, phải là hàng chuẩn chỉ nhé. Đấy, nhưng mà thôi, lần sau chắc chắn là bác sẽ ủng hộ em nhiều nhiều hơn nữa. Và những cặp này lại tiếp tục về Hải Dương, cặp này về cho bác khách ở thủ đô Hà Nội. Vâng, theo đúng ý nghĩa là đẹp long lanh và xuất sắc. Những cặp loa 301 CZ2 phải nói là cực kỳ là đẹp các bác nhá. Đây này, bên em đã vệ sinh sạch sẽ. Đấy, nhưng mà có những cái như cái lưới một số cái thì chưa giặt được các bác nhá. Đấy, đây này, cái này là hơi bụi, cái này chốc ra vệ sinh sạch lại hơn một chút nữa. Rồi, đôi này có vẻ là anh em vệ sinh sạch hơn. Nhưng cái lưới này thì thông báo các bác nhá, cái lưới này thì các bác có thể vứt vào chậu nước giặt được. Đấy, cái này nó bụi và nó là nhựa thôi. Đấy, quan trọng là zin và xịn sò. Đấy các bác, những cái phần điểm mà bên em vệ sinh, phần vệ sinh kỹ cho các bác được, và những cái phần nó đơn giản thì các bác có thể vệ sinh hộ Ngọc Quang. Ví dụ như cái lưới căng này, các bác dùng một thời gian là nó bụi chẳng hạn, một năm các bác vứt vào chậu nước, các bác giặt một lần cho em, thế thôi. Và như em thì không cần, em chỉ cần lấy cái chổi lông em phất phất đấy, thế thôi các bác nhá. Chứ còn không cầu kỳ đến loa nó phải không có một tí bụi nào đâu các bạn, không quan trọng đâu. Đấy, cái loa thì nó có bụi, có đắp bẩn vào nó vẫn hay như vậy thôi, quan trọng là loa nó zin, nó xịn sò các bạn, zin và xịn sò. Những bác khách rất là kỹ đặt hàng bên em thì hầu như các bác xem rất là nhiều rồi. Tuy bên em là công việc nó quá tải, quá bận, nhưng em vẫn phải lựa những cái gì đẹp nhất, chuẩn chỉ nhất để chuyển hàng cho các bác. Các bác cùng xem led không? Led căng nhá. Đây, cặp loa của bác ở Huế đây, nó đẹp đến mõng mọng mỏng như thế này nhá, các bác cùng xem nhá. Đấy, hàng tuyển chọn bên em kỹ không? Em rất là kỹ. Đấy, mỏng mọng mỏng nhá, xoay kỹ cho các bác. Đấy, còn những cái bụi ước này thì các bác có thể lấy chổi lông bé bé phất kỹ cho em một chút, nhưng mà thôi không quan trọng đâu, quan trọng nó đẹp. Đấy các bác, vẫn còn một chút chút bụi tây này đó, được chưa các bác? Đấy, đấy, vẫn còn bụi bụi này. Đấy, anh em lau cũng chỉ một mức độ à thôi, mà lau tuyệt đối thì không thể là, để các bác thông cảm cho bên em một ngày mấy chục đơn hàng thôi. Đó, một ngày quá nhiều quá tải luôn, nhưng cứ nhập hàng tông bãi, nguyên chất bãi thì nó sẽ mướt mượt mượt như vậy. Vâng, rất là nhiều các sản phẩm, em xin test thử kỹ để các bác nghe thử thích chưa. Thì em nói với các bác, cái là bụi và sạch thì chất âm nó vẫn như nhau thôi, quan trọng nó phải là zin xịn. Thử thì thử, nhưng mà em nói các bác, nó ra là xịn thì 1.000 đôi nó như nhau cả, không phải đôi nào nghe đôi nào hay hơn đôi nào, như nhau hết. Thank you.
Vâng, rất cảm ơn ba bác khách đã chốt những cặp loa 301C2. Đấy, 301C2 các bác đã chốt liên tục. Và thông báo với các bác trên mọi miền Tổ quốc, riêng bên Ngọc Hoàng những sản phẩm 301C2 màu đen này và màu vàng em còn rất rất là nhiều các bác nhá. Nói đến loa bầu thì bên em nó là 3000 bầu, loa bầu hay gọi là bốt và BMB, bên em số lượng cực nhiều. Các bác có nhu cầu cứ alo cho em theo hai số máy trên tấm biển này là các bác sẽ có hàng về tận nhà, về tận giường các bác nhá. Trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bác.